Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là Mr. Zero. Doanh nghiệp nào đã chây tiền quảng cáo ở chung kết SEA Games? Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra vào tối ngày 10 tháng 12 nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ Việt Nam. Với lượng người xem đông đảo, nhà đài tranh thủ cơ hội tăng đơn giá quảng cáo gấp đôi vào khung giờ vàng 15 phút giải lao trận OE2 Việt Nam và Indonesia. 32 nhãn hàng đầu tư quảng cáo dù mất báo giá gần 1 tỷ cho 30 giây. Samsung và LG chịu chi nhất với 90 giây xuất hiện cho mỗi bên. Còn Mr. Zero tìm hiểu ở video dưới đây nhé. Và Kim Trinh xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Và đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra vào tối ngày 10 tháng 12 nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ Việt Nam. Với lượng người xem đông đảo, nhà đài tranh thủ cơ hội tăng đơn giá quảng cáo gần gấp đôi vào khung giờ vàng. Cụ thể, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình thuộc Đài Truyền hình Việt Nam VTV báo giá quảng cáo cho khung giờ 30 giây trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 là 950 triệu đồng. Giá quảng cáo các gói 10 giây, 15 giây, 20 giây lần lượt là 475, 570 và 713 triệu đồng. Ở 15 phút nghỉ giữa hai hiệp đã có 40 lượt quảng cáo đến từ 32 nhãn hàng xuất hiện trên sóng truyền hình, trong đó gồm 1 lượt quảng cáo 10 giây, 26 lượt quảng cáo 15 giây, 1 lượt quảng cáo 20 giây, 11 lượt quảng cáo 30 giây và 1 lượt quảng cáo dài 60 giây. Loạt hàng được đầu tư quảng cáo nhiều nhất là thực phẩm và đồ uống, gồm nước uống đóng chai, bia, nước tăng lực và mì gói, các thương hiệu sơn và TV. Có hai hãng hàng không chi tiền quảng cáo trong trận chung kết mang cúp vàng cho tuyển Việt Nam là Vietjet Air và AirAsia. Quảng cáo nước đóng chai Lavi có tần suất xuất hiện nhiều nhất với 4 lần, tiếp đó là quảng cáo TV Samsung 3 lần. Pinaco, TV LG và Vinamilk cùng có 2 lần trên sóng truyền hình. Tổng thời lượng phát sóng dài nhất trong 15 phút giữa trận thuộc về quảng cáo TV của hai nhãn hàng đối thủ Samsung và LG với cùng 90 giây. Tính theo báo giá từ nhà cung cấp, mỗi doanh nghiệp này phải bỏ ra số tiền là 2,85 tỷ đồng. Trong khi đó, TV Ad ước tính nhận về khoảng 28,4 tỷ đồng, chưa kể doanh thu từ cho quảng cáo trong phần bình luận trận đấu. Đây được coi là mức thu cao kỷ lục trong một trận đấu bóng đá được phát sóng trực tiếp trên VTV. Giá quảng cáo là 950 triệu đồng trong trận chung kết SEA Games 30 là con số ngang bằng với trận chung kết lượt về AFF Cup năm 2018 của tuyển Việt Nam gặp Malaysia và cao hơn con số 800 triệu trong trận chung kết World Cup năm 2018. Ở phần bình luận trước trận đấu, Singhao là đơn vị chiếm sóng quảng cáo nhiều nhất với hai sản phẩm bình nước nóng và điều hòa. Các quảng cáo còn lại thuộc về các nhãn hàng tiêu dùng nhanh với các sản phẩm nước uống đóng chai, mì gói, sữa. U22 Việt Nam đã vượt qua Indonesia 3-0 ở trận đấu diễn ra vào tối ngày 10 tháng 12 trên sân Riza Memorial nhờ cú đúp của Văn Hậu cùng sự tỏa sáng của Hùng Dũng. Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã đi vào lịch sử thể thao nước nhà với tấm huy chương vàng đầu tiên ở nội dung bóng đá nam SEA Games sau 6 thập kỷ chờ đợi. Ghi bàn mở tỷ số, Văn Hậu nhận 300 triệu tiền thưởng. Pha ghi bàn của Văn Hậu giúp tuyển U22 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn giành huy chương vàng SEA Games 30. Hậu vệ mang áo số 5 được thưởng 300 triệu sau bàn thắng này. Với bàn thắng đầu, đội tuyển U22 Việt Nam vươn lên dẫn trước, Đoàn Văn Hậu sẽ nhận được tiền thưởng riêng là 100 triệu đồng. Đây là phần thưởng dành cho cầu thủ đội tuyển bóng đá nam nữ Việt Nam ghi bàn đầu tiên trong trận chung kết được Pinaco cam kết. Trước đó, người ghi bàn duy nhất cho tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch SEA Games 30 là Phạm Hải Yến cũng nhận được 100 triệu đồng. Ngoài ra, cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Heerenveen còn nhận được 200 triệu đồng từ thương hiệu Metro Star của tập đoàn City Group cho pha ghi bàn đầu tiên trong trận chung kết. Như vậy, tổng cộng Đoàn Văn Hậu đã nhận được 300 triệu đồng tiền thưởng. Trước giờ bóng lăn của trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30, số tiền các cá nhân tổ chức hứa thưởng cho đội tuyển U22 Việt Nam nếu giành huy chương vàng là hơn 5 tỷ đồng. Ông Lê Văn Kiểm, chủ tịch công ty Gold Long Thành hứa thưởng 1 tỷ đồng, công ty cổ phần tập đoàn FIT thưởng 1 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank thưởng 1 tỷ đồng. Tập đoàn Hưng Thịnh cam kết tài trợ 1 tỷ đồng nếu U22 Việt Nam đoạt thành tích cao nhất tại SEA Games 30. Trong khi đó, Vingroup cho biết sẽ thưởng riêng đội tuyển bóng đá nam nếu giành thành tích cao, tuy nhiên phần thưởng chưa được tiết lộ. Thương hiệu Metro Star của tập đoàn City Group cho biết sẽ thưởng 1 tỷ đồng và một chuyến nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu cho tuyển U22 Việt Nam nếu vô địch SEA Games.
Bên cạnh phần thưởng bằng tiền mặt, toàn bộ tuyển thủ đội bóng đá nam nữ Việt Nam và thành viên ban huấn luyện tham dự SEA Games 30 sẽ được tài trợ một năm bay miễn phí từ hãng hàng không Bamboo Airways, bất chấp kết quả trận chung kết có như thế nào. Sun Group cũng tuyên bố là dành tặng cho các tuyển thủ và ban huấn luyện hai đội tuyển bóng đá nam và nữ SEA Games 30 kỳ nghỉ dưỡng tại một trong các resort 5 sao của tập đoàn này trên cả nước. Sun Group cho biết sẽ liên lạc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để thực hiện gói tài trợ này. Đội tuyển U22 Việt Nam đã lần đầu tiên chạm vào chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games. Người hâm mộ cả nước đang theo dõi và trông chờ những màn trình diễn thuyết phục của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở những giải đấu quan trọng tiếp theo. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên nhấn like, share và subscribe, ấn vào biểu tượng chuông thông báo để đón xem được những video mới nhất từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!